Súng trộm không à? Cái này là cái cùm côn 29. Hôm qua anh hỏi em là cái cùm Gatsby là tay lướt hay là tay new? Lướt được anh. Dạ. Thì cái này là ở đây em có hai tay. Tay 19 với lại tay 17. Như ví dụ xe này anh xác định anh không có lên heo lớn á. Chỉ đi heo này thôi á. Thì đi cái tay 17 này là nó ok rồi. Nhưng mà nghiền một cái là tay 17 hiện tại là em đồ lướt thì em không có tay RM. Tay RM thì cái núm nó chỉnh nó nằm ở trên. Nó không có núm chỉnh bê tông. Còn cái tay VRC là gắn xe là ok nhưng mà nó mắc hơn. Như thằng này thì nó có núm chỉnh bê tông, là cái núm chỉnh nằm ở bên hông, cái đòn nó dài hơn. Thằng này thì new nó khoảng tầm là 7,8 triệu, còn lướt cái tay giống vậy thì nó khoảng tầm là 6,3 triệu. Cái này thấy nó ok thôi. Đây là cái thằng này thì vô cái xe là nó mềm hơn, còn cái tay 19 này á thì nó cũng mềm nhưng mà nó không mềm bằng thằng này. Thì thằng này mai mốt anh có thể là lên hai con heo lớn được. Không cần là. Dạ. Là một cái, còn cái cùm côn của anh á thì sẽ có hai phương án. Cùm 29 nó sẽ bóp nhẹ hơn thằng này, bóp nhẹ hơn cùm jean nhưng mà nó không nhẹ bằng cùm 24. Cùm 24 nè, cùm 24 thì bắt buộc là anh phải căng cái dây ga, căng cái dây côn ra mút ở ngoài. Rồi chỉnh cái lẫy nó xa ra thì nó mới cắt hết côn. Còn mà chỉnh giống như bình thường của mình á là sẽ cắt không hết côn. Nhưng mà nó sẽ nhẹ hơn cái thằng tay jean phải hơn 50%. Dạ. Nhưng mà nó xa lắm không? Đúng rồi anh, còn cái cùm hồi nãy là em đưa danh là cái cùm 29.5 là không, cùm 29.5 á thì anh muốn chỉnh gần vô là nó cũng cắt hết côn nhưng mà nó lại không nhẹ bằng cùm 24. Nhưng mà so với lại jean là nó sẽ nhẹ hơn 30%. Dạ dạ, còn kia là 50%. Nhưng mà dạ, nhẹ thì phải đi cùm 24. Cùm 24 thì phải chỉnh cái tay nó xa ra thì mới cắt hết côn, không thôi anh đi. Xa mà cái này không hay là xa hơn nữa? Xa cái này nè. Ừ. Chứ còn mà nó mà anh mà để ly về bao giờ dài á thì nó sẽ bị cháy cái bố của anh. Ừ. Còn cùm 29 thì nó chỉ được khoảng tầm 30% thôi. Nhưng mà anh để gần vô anh bóp cắt dẫn hết côn. Tại sao gần gần á? Tại vì em đi phố. Dạ, nếu mà vậy bắt buộc phải gắn cùm 29 anh. Dạ. Còn thằng này khi mà anh nâng cái ghi đông lên thì nó sẽ có hai phương án. Bắt buộc là phải bấm lại cái cộng dây dầu. Hay coi của anh mà. Dạ dạ. Chứ còn không thôi thì đưa là nó sẽ căng cái dây lắm. Lúc mà anh bẻ hết lái qua bên phải á là nó căng cái dây này. Dạ đúng rồi, thằng đó là gần 29.5 là đây cái hành trình ở trên đây nè. Còn cái hành em không gần không? Dạ. Không mà thường thường mà mình phải tư vấn cho khách, nhiều khi khách người ta không biết á. Gắn là cái cặp đó cao con đó là bao nhiêu? À, như cái thằng này nó là 6,3 triệu nè. Thằng này hôm qua em báo anh là 3,9 triệu. Còn bình dầu anh đang muốn gắn bình dầu gì? Như bình dầu Rambo Real thì nó rơi vào khoảng tầm 450. Còn bình dầu khuây thì khoảng tầm 150. Ờ, Real đi. Ừ. Tại vì mới mua xe vợ nó không có tiền. Ổn lắm. Ai cũng giống như ai hả anh ơi? Ai cũng giống như ai? Thì là con anh em cũng cho em nè. Dạ. Nè, cái gì anh? Cũng đổ, ổng mua cái lò kia, ổng như cái này em cho em. Dạ rồi, bác cho đúng không? À, dạ. Bán lại em chịu. Cái này mắc lắm á. Này trong 3-4 triệu vậy đó. Đúng rồi, trong hãng hình như là bán là 3,8 triệu. Rồi ổng lấy ổng gắn cái cục bự ra cái tay sắt á. Dạ. Như cái thằng tay 19 này thì nó chỉ có 5 triệu mấy thôi. Tại vì nó là dòng RM. Hay không? Tốt mà trong hãng của em rồi. Dạ dạ. Không, ý là mình ấy mình phải tư vấn coi cái công năng, coi cái dạ. Kiến gù hả anh? Cái kiến gù của thằng này là phải đi tiện cái ắc nữa. Dạ, giấc này anh qua trễ quá sợ thợ. Giấc này là... Dạ đúng rồi, giấc này là 5 giờ rồi. Phải tiện cái ắc trong đây nè. Trời ơi. Tự cái thằng này nó không có giống như tụi... mấy xe Ducati hoặc là mấy xe MV hoặc là mấy xe CBR. Cái kia nó có cái lỗ 6 ly sẵn rồi. Mình tiện cái nhôm nó dễ, thằng này nó phải tiện cái chụp. Em sợ dứt không?
vít nhỏ hồi nãy. Cái lưng dài là nó mới đỡ chồm với ta. Em thì tại vì em đi là 200 cây là có mà. Dạ. Như em là 1m65 nè. Em 1m65 là ngọn này là được mà. Bình thường. Ủa anh, cái con này mà có phục nào mà. Phục hàng này thì nó sẽ có magic, nó sẽ có thằng Hebero. Olin Olin cũng có nhưng mà nó order về nó hơi lâu. Tại vì thường thường cái hàng Chiden này ít ai có hàng sẵn ở đây lắm. Mà phục cho hàng Chiden này mắc lắm anh. Gần 30 triệu một cây á. Hết gần 2 tiếng mấy mấy bạn. Thì con này chủ yếu là lên cái ghi đông. Con này là lên cái bát nâng ghi đông mấy bạn. Anh chủ xe ảnh là cao 1m7 á, mà anh nói chạy nó còn mệt quá. Trong đó mình 1m65 mình ngồi vẫn ok. Nhiều khi là có những người anh em người ta chưa bao giờ chạy phân khối lớn á, nên là lên mấy con xe, thứ nhất là cái xác xe nó nặng, thứ hai là cái máy của nó nóng, và cái thứ ba là mình không có đi quen cái tư thế của xe mô tô á. Với lại cái form của Chiden là cái form nó hơi chồm lở nhẹ về phía trước,
nên là mấy anh em nó sẽ hơi khó chịu. Thằng này thì cái bộ bách nâng ghi đông thì nó sẽ có hai cái chụp màu đen ở trên, thì mình trả lại cho chủ xe muốn gắn lại của chim này, nếu mà muốn đẹp nữa thì mình sẽ làm nguyên cái đế này là sơn lại màu đen thì nhìn cho nó sẽ liền hơn nữa. Nhưng mà thôi, chủ xe ta thích sao thì mình cứ để vậy thôi. Bên cạnh đó thì mình sẽ set up một cái cùm thắng. Cùm này là cùm VRC 16-17. Thì thực tế mà nói con Chiron 660 nó là xài hệ heo 4 bít, nhưng mà con heo của nó là 2 bít. Nhưng mà thực tế mà nói con heo nó rất là nhỏ anh em. Nên là khi mà nè, đây một bít, đây một bít. Không, ở trong là nó không có bố ha. À, ở cái mặt trong là nó không có bít nào hết, nên là một con heo nó chỉ có 2 bít thôi. Khi mà mấy anh em lên cái con tai 19 á, nó sẽ dư cái hành trình của cái đường dầu đi, đâm ra mấy bạn sẽ thắng nó sẽ hơi nặng. Như thằng này là cùm 16, cùm 17, mấy bạn bóp vô là nó nhúng im mượt nhẹ tựa lông hồng rồi. Mấy bạn lên cùm 19 nó chỉ thích hợp cho heo 4 bít thì nó sẽ ok hơn, giống như M50 nè, giống như M4 nè, hoặc là GV4RX hoặc là GV4RS thì nó sẽ ổn hơn. Chứ còn mà như con heo Jin Nissin của thằng Trident thì mấy bạn đi heo đi tay 16 là ok, đi tay 17 đổ về là ok, chứ đừng đi tay lớn quá bóp nó sẽ không ok đâu anh em. Tay là tay VRC, tay này new thì nó khoảng tầm 7,8 triệu mấy bạn. Còn cái tay trên hình là mình bán là cái hiện trạng là super new luôn, cái chân kính thì loanh quanh nó đâu đó khoảng tầm là 6 triệu mấy. Bình dầu mình đang sử dụng là bình dầu Rambo Real, ống dầu là đang sử dụng là ống dầu Tigon không đổ mồ hôi. Thì một set này bao gồm là bát titan, bao gồm là bình dầu, bao gồm là ống dầu thì loanh quanh nó rơi vào khoảng tầm 250. Dây dầu mình bấm lại luôn ha. Còn cái dây dầu zin là mình trả lại cho chủ xe. Mấy anh em nào mà đã lên ghi đông mấy em sẽ biết được là khi mà mình lên ghi đông cao thì cái dây dầu zin mình xài lại không được các bạn. Nó bị căng dây lắm, mấy bạn xài rất khó. Nên là bắt buộc phải bấm một cọng dây dầu. Dây dầu mình sử dụng là dây dầu heo chính hãng. Đầu là đầu ợt. Còn cái cùm côn là mình sẽ sử dụng là cái cùm côn Akosato 29.5. Thì cái cùm này là bao anh em luôn sẽ cắt hết côn ha. Hai cái kính gù mình đang sử dụng là cái kính gù tròn classic của thằng Motor SG 11. Thì một cặp này nó rơi vào khoảng tầm 700 thôi nè. Rồi lốc cốc lan can thì chỉ cần có nhiêu đó thôi. Còn cái này là của chú xe đem qua. Cái này là chống đổ của hãng mấy bạn. Một set này cũng khoảng tầm 3,8 triệu, 4 triệu. Và cái mắc nhất ở trên con xe đó là cái này nè. Cái set này là nó bao gồm bộ bát với lại luôn cái túi ba lô 7,8 triệu là cái bát bắt lên trên cái nắp thùng xăng với lại cái ba lô bắt lên đây là 7 triệu mấy. Xét cản ở dưới đằng sau con chi đành là cũng hết vài triệu nữa. Con này chủ xe mới lột cái tem cái đuôi luôn, ở đồ mới có đi chắc mấy trăm cây quá. Con này mới đi có 20 mấy cây à, không anh? Con này mới đi 20 mấy cây, có nghĩa là ảnh từ quận 12 ảnh chạy xuống đây luôn là bị dính trưởng rồi. Rồi mấy anh em nào mà có nhu cầu dọn xe hay là sơn xe thì cứ alo cho mình 0903 678 98 gặp Mr. Ken. Bye bye, chào tạm biệt.